Xin chào mọi người nha. Hôm nay nhà em lại có rất nhiều các cái hàng về dược liệu thảo dược này, thuốc nam, đồ ngâm rượu các bác nhá. Như trên màn hình video đây các bác quan sát thấy này, có rất nhiều vị luôn các bác nhá. Toàn những vị thuốc quý hết. Ví dụ như ở đây là có ngải đen này. Đấy, ngải đen khô nha các bác nhá. Đấy, lên non ngậm ngải tìm trầm chính là cái gọi củ thần dược đây các bác này. Hiện nay nó đang được đông y sử dụng rất là nhiều trong các cái điều trị các bệnh lý hiểm nghèo như là ung bướu, ung thư nhá. Đấy, rồi là những cái bệnh khác nữa, cái này có rất nhiều công dụng rồi các bác ạ. Đấy, em sơ lược qua một tí cho các bác thôi vì nội dung video nó ngắn. Đây, sâm cau đen này, sâm cau bổ thận tráng dương, đỏ da đen tóc, gân xương mạnh liền này, giúp cho giai lão bách niên, tăng cường sinh lý vững bền dài lâu. Sâm cau đen khô nha các bác nhá. Đấy, làm khô như vậy đấy, nó xào sạc lên này. Đấy. Cái này thì đang 350.000 một kg nha các bác nhá. Sâm cau đen khô đấy, đã xử lý hết các về cái vấn đề về khử độc rồi, tức là nó hơi độc một chút mà, loại này ấy. Chữa yếu sinh lý nam, vô sinh hiếm muộn ở nam giới, tinh trùng loãng, tinh trùng yếu, tinh trùng dị dạng đối với những trường hợp mà nam giới vô sinh nhá. Thì cái này nó là đang 350.000 một kg, ta thể là nghiền bột ra này, là ngâm rượu này hoặc là đun nước uống này đều được nha các bác nhá. Này, đã xử lý hết các cái độc tố rồi đấy, nó chỉ hơi độc một chút thôi nhưng mình vẫn phải xử lý đúng theo quy trình. Còn đây là sâm cau đen tươi đây nha các bác nhá, có thể ngâm rượu này, rồi là nói chung là tươi chỉ có ngâm rượu thôi, người ta phải về ngâm nước vo gạo một ngày một đêm hoặc 3 ngày 3 đêm, nữa là tùy. Nước trắng thì 3 ngày 3 đêm, nước vo gạo thì 1 ngày 1 đêm thôi các bác ạ. Đấy, xin giờ sẽ để ngâm rượu rượu khoảng độ 45 độ trở lên nhá. Sâm cau đen tươi đấy có luôn. Còn đây là ngải đen tươi này đấy, em bẻ thử ra củ cho các bác xem đây này, tím ngắt luôn nhá, tím đen luôn đấy. Mùa này nó chắc củ rồi. Cái này đang bán với cái giá là 130.000 kg giá bán lẻ nha các bác nhá. Còn bán các bác mua nhiều một chút từ 5 kg đến 10 kg thì bây giờ 5 kg thôi là giá 120.000 một kg tươi nha các bác nha. Cái này là sâm tú nữ này. Sâm tú nữ, cái này thì các bác biết là cái tên của nó này, chúng ta lại hiểu là nó dùng để mà giúp ích cho phụ nữ, tăng cái kích thước vòng một nha các bác nha. Nó căng cái ngực người phụ nữ, là những ai mà ngực sệ thì nó căng, bởi vì cái này nó tạo ra testosterone của nữ giới mà, nó tạo ra testosterone nữ giới, hormone nữ nó sản sinh mạnh mẽ, cho nên nó rất phù hợp cho những người mà có tuổi rồi thì về cái ham muốn tình dục cũng giảm, và thứ hai là cái cơ thể của nó chạy xệ, cơ thể của chúng ta chạy xệ rất là ngực ấy, thì cái này giúp căng cái ngực lên, săn chắc cái vòng một. Nói chung là cái này là củ nó to này, giống như hình của cái bộ phận cái ngực của chị em ấy, cho nên là nó có tác dụng là gọi là sâm tố nữ, là giúp cho phụ nữ là về cái vòng một tức là nó căng tròn và da dẻ mịn màng săn chắc. Và những người mà bị khô hạn thì uống cái này vào thì nó cũng tăng cái ham muốn lên. Đấy. Nói chung là giúp ích cho sinh lý nữ giới, da dẻ hồng hào các bác ạ. Những người bị tức là đến tiền mãn kinh rồi thì dùng cái này vẫn tốt đây. Ok các bác nhá. Đấy. Còn đây sâm một lá này này. Sâm một lá này thì đang 600.000 kg khô đấy nha các bác nhá. Nó chủ yếu là bổ phổi, bổ phế, trừ ho, thanh nhiệt, giải độc, và nó chữa các vấn đề về như là thận thì nó bổ thận mà, ví dụ như là sỏi thận này, rồi là viêm đường tiết niệu này, đấy, rồi là về cái sỏi đường mật nhá các bác nhá, sỏi bùn, sỏi đường mật là dùng cái này để điều trị này rất hiệu quả đấy các bác ạ. Đấy, rồi đây là ngũ gia bì gai này các bác này, ngũ gia bì gai còn được gọi với cái tên là nhục thung dung nam hoài sơn đỏ này. Đấy, thì cái này là chủ yếu là nó có tác dụng gì, nó chủ yếu là điều trị cái bệnh lý liên quan đến cái bệnh về tim mạch này, gan thận và xương khớp nha các bác nhá. Ngũ gia bì gai này, nhục thung dung nam đấy, chữa sinh lý nam cũng rất là tốt đây. Còn cái này là chuối hột rừng này. Đấy, ngũ gia bì gai này thì đang 150.000 kg nhé các bác, lấy từ 2 kg thì miễn phí ship. Chuối hột rừng thì đang 80.000 kg này các bác này. Cái này là tốt cho thận này các bác. Đấy, nhất là sỏi thận, những người bị sỏi thận, thận yếu thì dùng chuối hột rừng này ngâm rượu hoặc đun nước uống đều được. Rồi mỡ máu cao, huyết áp cao, đặc biệt là những người có dấu hiệu về tiểu đường thì cái này giúp cho ổn định một đường huyết đấy các bác. Đây tam thất bắc này các bác này. Tam thất bắc này cái loại 52 củ/kg này, cái này là 1.000.000/kg nha các bác nhé. Đấy, củ to như vậy đấy. Còn cái loại mà 60 củ với 90 củ thì giá nó rẻ hơn. Còn đây nữa là thổ phục linh này, tức là khúc khắc ngọt đấy, gọi thổ phục linh đấy. Cái này đang 120.000 kg nha các bác nhá. Hàng này dạo này là gần như cháy hàng luôn. Nay em lại mới làm được khoảng 5 kg khô đấy. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em nhé. 120.000 kg. Người ta có câu là thuốc nam thuốc bắc không bằng khúc khắc trên rừng. Nói như vậy để đúc kết lại cho các bác biết là nó rất là nhiều tác dụng, nó hơn 20 công dụng khác nhau kìa. Giúp lọc máu, giải độc này, rồi là giúp chữa đau lưng mỏi gối, tê bì chân tay này, đau nhức xương khớp này, bổ thận này, mạnh gân cốt, khỏe sinh lý này, chữa viêm da cơ địa này, vân vân. Vì cái này là mát cơ thể mà, đào thải độc tố, giúp toát mồ hôi nha các bác nha. Đấy, có rất nhiều công dụng luôn. Này, cái đấy có thể ngâm rượu này, đun nước uống này các bác nha. Này, thì có nhất rất nhiều cái công dụng đấy.
Còn thuốc bắc đây thì các bác xem đây này, thì cái này thì nó điều trị các cái bệnh lý liên quan tim mạch này, huyết áp này, bệnh mạch vành này, bệnh đau dạ dày này, viêm loét này, và đặc biệt là nó điều trị ung bướu nha các bác nhá. Những ai mà u mỡ mà nhiều á, u vú á, thì tiêu điều trị bằng cái tam thất bát này nhá, rất hiệu quả luôn đấy. Khách hàng của em sử dụng là có phản hồi với em rồi đây. Còn bây giờ em mới quay lại nói về cái ngà đen này nhá. Cái ngà đen là ngà đen loại 1 đấy, cái này đang 350.000 kg này, hàng khô các bác nhá, nghiền ra nó tím đen luôn. Cái này thì điều trị rất là nhiều bệnh rồi, gan thận xương khớp, ung bướu, viêm đường hô hấp, viêm đường tiêu hóa, viêm loét đường tiêu hóa này, rồi viêm đường hô hấp này, trí nội trí ngoại này, vân vân, đau dạ dày này, đại tràng này, polyp đại tràng này, đau nhức xương khớp, đau lưng mỏi gối này, mỡ máu cao này, đấy. Người tiểu đường cũng dùng cái này điều trị này bây giờ, nói chung là có rất nhiều tác dụng. Chính vì vậy ngày xưa người ta câu là lên non ngậm ngải tơn tim trầm, sau này tìm hiểu ra mới biết được cái câu người ta nói là lên non ngậm ngải tim trầm là để làm gì. Vì em thấy khi mà sử dụng cái củ ngải đen này nó rất hay cho nên là các bác, nó làm ấm ở trong cơ thể ta và nó không bị cái hàn khí nó xâm nhập vào cơ thể chúng ta. Đấy là cái điều đặc biệt em phát hiện ra. Từ khi mà mình dùng cái củ này vào là người mình cảm giác bên trong cứ ấm ấm nhưng mà lại không tăng huyết áp. Đấy, thế mới lạ chứ. Mà không bao giờ bị viêm nhiễm về cái đường hô hấp nữa. Tức là mình đi ra mà trời lạnh ấy, mình mặc một cái áo mà mỏng thôi nhưng mà lại không thấy lạnh. Dùng cái củ này mà không bị kiểu như là không bị cảm hàn nó xâm nhập vào người. Tức là cái hàn khí nó xâm nhập vào người đấy, khí lạnh ấy. Đấy, và không bị hắt hơi sổ mũi nữa. Nói chung là như vậy. Viêm xoang mới là thấy im hẳn luôn. Dùng cái củ ngải đen này phải nói là quá tuyệt vời rồi các bác ạ. Bác nào có điều kiện nếu mà chịu khó ăn được tươi thì tốt, em toàn ăn tươi được bác nha. Lâu lâu em ăn vài củ. Đấy, không ăn thường xuyên nhưng mà lâu lâu em ăn vài củ. Vì mình cũng bình thường chẳng vấn đề gì cả. Đấy. Còn những ai mắc bệnh rồi thì phải ăn là cái gì đây? Sáng trưa chiều này. Mình mỗi lần dùng là khoảng độ 2 đốt ngón tay này. Em thấy là dùng 2 đốt ngón tay là vừa. Đấy, người mà khỏe, người mà yếu quá thì dùng 1 đốt thôi. Đấy, rồi dần dần mới dùng tăng lên. Đấy. Còn cái hàng khô này nghiền bột ra các bác có thể là gì đây, dùng khoảng độ 4-5 gram, tức là một thìa cà phê nhỏ, các bác hòa nước ra nước ấm để mà uống. Đấy. Sắp tới thì có điều kiện em làm viên hoàn này. Đang nghiên cứu làm viên hoàn chưa làm được các bác thông cảm cho em. Thì cái nếu mà giá cả cụ thể của từng loại thì các bác có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0388984410 và đó cũng là số Zalo của em luôn, các bác trao đổi qua Zalo cho tiện nha các bác nhá. Giá cả thì cụ thể từng loại, cách sử dụng như nào thì ở đây em mới sơ lược qua thôi, về cái công dụng cách dùng em mới sơ lược thôi, chứ còn nếu mà muốn tìm hiểu kỹ lưỡng ấy thì các bác có thể liên hệ với em theo số điện thoại em để lại trên màn hình là 0388984410 và đó cũng là số Zalo của em luôn, để trao đổi cho nó cụ thể rõ ràng các bác nhá. Chứ không mình ở đây nó có rất nhiều cái vị thuốc nên mình chỉ khái quát sơ lược qua vậy thôi, chứ không thể mà ngồi nói từng vị được. Nói từng vị thì một số video khác em nói rất là cụ thể rồi, các bác cũng muốn tìm hiểu về rõ ràng về cái công dụng cách dùng rồi là điều trị những bệnh lý gì rồi một số lưu ý của nó thì các bác phải vào từng video một thì các bác xem thì em mới nói cụ thể được về từng vị thuốc, chứ còn ở đây là nó có đến 6-7-8 vị thuốc thì không có thời gian để nói hết được cho các bác nhá. Ví dụ như các bác mà uống thổ phục linh khúc khắc ngọt này, nếu mà đang dùng để điều trị bệnh ấy thì các bác hạn chế uống nước chè đi, bởi vì nó tương khắc với nước chè. Nếu mà nước chè có chất tannin ấy thì nó làm giảm cái tác dụng của cái khúc khắc ngọt thổ phục linh đi. Đấy, lưu ý vậy thôi. Đấy, một số vị thì ta mới phải kiêng thôi, chứ còn không phải là vị nào ta cũng phải kiêng đâu mà. Và ở đây hàng của em làm rất là sạch sẽ nha các bác nha. Hàng rất là sạch sẽ, hàng tươi thì về thế này thì các bác về bác tự làm thì bác mua tươi. Còn nếu như cái hàng xông cao đen này em xịt rửa sạch sẽ luôn giúp cho này, về đi xa không việc gì, nhưng mà ngải đen mình xịt rửa sạch sẽ sợ nó không ảnh hưởng. Và thứ hai là cái hàng này cũng không có đủ thời gian để mà xịt đâu, cứ về là hãy hết thôi các bác ạ. Hàng ngải đen tươi này em có, mặc dù là có liên tục là có đầu tạ đấy nhá, dạo này là nó nhiều hàng đấy các bác ạ. Đấy, mà mua nhiều thì được giá xỉ các bác nhá. Ai làm thuốc nam thì mua hàng vài chục kg một thì giá nó được rẻ hơn nhiều. Vâng, như vậy là em đã giới thiệu về những sản phẩm cả khô và tươi của kênh đông y về thuốc nam của em. Này các bác ủng hộ thì nhấn nút like và nhấn nút đăng ký cũng như là chia sẻ video đến cho mọi người. Giá cả của em thì tương đối là phải chăng so với các kênh khác, các bác cứ yên tâm nhá, chứ không phải em bán cái giá cắt cổ giống như một số nơi thôi. Này. Có thể một số người người ta thấy rằng mình là bán giá rẻ như vậy, người ta cũng hay chơi xỏ là hay bom hàng nọ kia, nhưng mà kệ họ thôi. Mình bán thì cứ để luôn cả giá trên cái video trên màn hình đấy để cho mọi người tiện, bởi có lúc là giá lên xuống thì nó không cố định đâu mà, cái giá cả thị trường nó quy định nhưng mình không quyết định được. Xin chào, hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo.